Hyundai Santa Fe hạ giá sâu đến 120 triệu đồng, khiến khách hàng mua tranh giá tiếc đứt ruột. Chỉ vài tháng trước, nhiều khách hàng phải bỏ ra tiền tranh cả 100 triệu đồng để được lấy xe Hyundai Santa Fe, thì nay các đại lý đồng loạt giảm sâu tới 120 triệu đồng. Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm sát Tết Nguyên đán, các đại lý Hyundai bất ngờ tung ra chương trình ưu đãi khủng cho mẫu SUV Hyundai Santa Fe. Cụ thể, Hyundai Santa Fe bản dầu cao cấp hiện được đại lý chào bán với giá 1 tỷ 285 triệu đồng, thấp hơn 90 triệu so với giá niêm yết. Bản xăng cao cấp đang được giảm 50 triệu đồng, kéo giá từ 1 tỷ 275 triệu đồng xuống còn 1 tỷ 225 triệu đồng. Thậm chí, những ngày gần đây, trên các hội người dùng Hyundai Santa Fe, nhiều đại lý còn đăng tin giảm tới 120 triệu đồng cho bản xăng cao cấp và 110 triệu đồng cho bản dầu cao cấp để thu hút khách hỏi mua. Hai phiên bản còn lại của Hyundai Santa Fe là xăng tiêu chuẩn và dầu tiêu chuẩn có mức giảm từ 30 đến 50 triệu đồng. Bên cạnh ưu đãi giảm giá mạnh tay, khách hàng mua Hyundai Santa Fe thời điểm này còn có thể được nhận ưu đãi từ hãng, bao gồm bộ phụ kiện có giá trị quy đổi 15 triệu đồng và quà tặng TV 43 inch số lượng có hạn. Với phần lớn người tiêu dùng Việt, xe hơi không chỉ là phương tiện đi lại mà còn được coi là tài sản tích trữ hay là một khoản đầu tư. Thậm chí, có người khi mới đặt mua, chưa nhận giao xe đã nghĩ đến việc sau này bán lại giữ giá thế nào. Chính vì thế, khi mẫu xe này liên tục giảm sâu, không ít chủ xe lại cảm thấy hụt hẫng, vì mới mua tháng trước tháng sau đã mất giá quá nhanh. Anh Đào Văn Sơn ở Thanh Trì, Hà Nội, than thở về việc xe Santa Fe xuống giá đột ngột. Vừa tháng trước tôi mua xe bản dầu cao cấp vẫn giá 1 tỷ 375 triệu đồng, nay đã rớt đến hơn 100 triệu. Đó là tôi may mắn còn không phải mua lạc mà còn sót đứt ruột. Hay như trường hợp của anh Trần Văn Tùng ở Nam Định cho biết, tại thời điểm hồi tháng 5, để mua phiên bản Santa Fe máy dầu cao cấp, anh phải bỏ ra số tiền lên đến 1,47 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa, anh phải chấp nhận mức chênh giá lên đến 130 triệu đồng. Chưa kể, anh phải dài cổ đợi đến 4 tháng sau mới được nhận xe. Đến nay khi thấy xe giảm sâu, anh nhẩm tính nếu cộng thêm khoản chênh, xe anh đắt hơn đến gần 250 triệu đồng. Ngậm đắng nuốt cay, nhiều lúc tôi nghĩ mất mấy trăm triệu có thể không quan trọng, nhưng cảm giác như mình bị hãng và các đại lý lừa, dắt mũi, anh Tùng nói. Nhiều người tiêu dùng khác cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì cho rằng mình quá vội vàng mua xe sớm. Đánh giá về thị trường xe thời điểm này, anh Mạnh Tiến, trưởng phòng kinh doanh một đại lý ô tô cho biết, thị trường xe nói chung hiện đang rất ảm đạm vì sức mua giảm sút nghiêm trọng. Trong khi đó, đây là thời điểm các đại lý phải chạy nước rút, xe Vin 2022 phải được đẩy hàng nhanh để tránh tồn kho. Vậy nên, cũng khá dễ hiểu khi một số xe 2022 đang có nhiều chính sách giảm giá hấp dẫn như vậy. Hyundai Santa Fe là mẫu SUV 7 chỗ có kích thước 4.785mm x 1.900mm x 1.730mm và khoảng sáng gầm 185mm. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, kể cả ở hàng ghế thứ 3 nhờ chiều dài cơ sở đạt 2.765mm. Xe có hai tùy chọn động cơ, gồm động cơ xăng Smart Stream Thayter 325 và động cơ dầu Smart Stream D22 mới có cải tiến, kết hợp số tự động 6 cấp và 8 cấp ly hợp kép ướt, cùng tùy chọn dẫn động 4 bánh. Khác với đầu năm 2022 gây sốt, trong 3 tháng gần đây, dù thường xuyên giảm giá bán nhưng doanh số Hyundai Santa Fe dường như không đạt kỳ vọng. Tháng 11 năm 2022, Hyundai Santa Fe bán được 885 xe, giảm 178 xe so với tháng 10, tương đương mức giảm 16,75%. Tính từ đầu năm, mẫu xe SUV đến từ Hàn Quốc ghi nhận 9.653 chiếc được giao đến tay khách hàng,